Khởi tố đối tượng truy sát bạn gái cũ ở Bắc Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phan Thanh Hoàng, sinh năm 2003, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về tội giết người. Ngày 26 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phan Thanh Hoàng, sinh năm 2003, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về tội giết người theo Điều 123. Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Bắc Ninh phê chuẩn. Trước đó, như báo Công an Nhân dân đã thông tin, Phan Thanh Hoàng và chị Nguyễn Thị B, sinh năm 2003, ở thành phố Tuyên Quang có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Chị B đến làm việc tại quán cắt tóc Vũ Huyền ở đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh, còn Hoàng làm ở cửa hàng sắt tại Tây Tựu, Hà Nội. Dù chia tay nhưng Hoàng và chị B vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau. Sau đó, chị B quen và có quan hệ tình cảm với anh Hoàng Xuân Duy, sinh năm 2001, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Biết chị B có bạn trai mới, Phan Thanh Hoàng đã ghen tuông nên thường nhắn tin cãi nhau với chị B. Hoàng còn vay chị B 1 triệu đồng để trả góp điện thoại, hẹn giữa tháng 10 trả nhưng chưa trả nên chị B đã nhắn tin đòi. Chính vì vậy, hai người đã cãi nhau, xúc phạm nhau qua mạng. Vì cho rằng chị B khinh mình ít học, không có tiền lại vũ phu nên Hoàng tức giận, quyết định sát hại bạn gái cũ. Ngày 24 tháng 10, Phan Thanh Hoàng đi từ Hà Nội lên Bắc Ninh, mua dao rồi đi dọc phố Nguyễn Gia Thiều để tìm chị B. Khi phát hiện nạn nhân làm việc ở quán cắt tóc Vũ Huyền, Hoàng đã đợi lúc vắng người, sau đó xông vào quán truy sát nạn nhân. Thấy vậy, anh Hoàng Xuân Duy can ngăn, liền bị Phan Thanh Hoàng dùng dao đâm liên tiếp. Anh Duy nằm gục xuống sàn, chị Nguyễn Thị B bỏ chạy ra ngoài nhưng Hoàng cầm dao truy đuổi và tiếp tục dùng dao đâm, chém liên tiếp, dùng cao bổ nhiều nhát khiến chị B tử vong sau đó. Anh Hoàng Xuân Duy bị thương nặng. Công an Bắc Ninh đã bắt giữ Phan Thanh Hoàng, điều tra, làm rõ vụ án. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.